Chào mừng các bạn đang quay trở lại với kênh tin tức của chúng tôi. Nạn nhân được phát hiện chết thảm trong tư thế khó coi, sự máu lạnh và bệnh hoạn một khi lên đến đỉnh điểm thì chẳng còn lời nào cho tên sát nhân biến thái. Với động cơ man rợ, giết người hiếp dâm như loài thú, vụ án được xem là trọng án, rúng động miền Tây một thời. Bằng tài năng nghiệp vụ sắc bén, các trinh sát đã nhanh chóng đưa vụ án ra trước pháp luật chỉ vỏn vẹn trong thời gian ngắn. Chi tiết vụ án như thế nào? Mời quý vị chúng ta cùng theo dõi. Như mọi ngày thường khác, vào 5 giờ sáng ngày 29 tháng 5, một người dân ở ấp Bình Hổ, xã Vĩnh Phú Tây, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu thức dậy sớm đi tập thể dục. Tuy nhiên, khi đi ngang qua nhà bà cụ Lê Thị B, hành nghề bán chuối chiên và dừa khô ở địa phương, thì không thấy cụ bà, bởi như thường lệ, vào giờ này cụ bà đã thức dậy và sửa soạn hàng quán chuẩn bị buôn bán. Thế nhưng hôm nay lại không thấy cụ bà lọ mọ chuẩn bị gánh hàng như mọi hôm. Đánh bạo, người này cất tiếng gọi nhưng vẫn không nghe thấy tiếng cụ đáp lời. Nghi có chuyện chẳng lành vì cụ bà ở một mình, nhỡ không may có chuyện gì xảy ra nên người này đã mở cửa xem xét. Tuy nhiên, khung cảnh sau cánh cửa khiến người này không khỏi rụng rời. Dưới nền gạch, thi thể lõa thể của cụ B với nhiều vết thương kinh hoàng, cổ bị cắt, máu chảy lên láng. Người này sau đó đã nhanh chóng hô hoán người dân xung quanh và sự việc được trình báo lên cơ quan chức năng. Nhận thấy đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng bởi hành vi, mức độ phạm tội của kẻ thủ ác vô cùng man rợ, khiến dư luận hoang mang, cơ quan công an tỉnh Bạc Liêu đã nhanh chóng vào cuộc điều tra. Hiện trường vụ án mạng kinh hoàng khiến những chiến sĩ công an cũng không khỏi ám ảnh vì sự man rợ của kẻ gây án. Nạn nhân được xác định bị cắt cổ dẫn đến tử vong, khi trên người không mặc quần áo và một chi tiết hết sức kinh khủng khiến dư luận không khỏi ám ảnh, đó là con dao gây án còn đâm vào bụng kính của nạn nhân. Cái chết đầy đau đớn của cụ bà hàng chục năm bán bánh chuối chiên khiến vùng quê nghèo vốn yên bình không khỏi chấn động hoang mang. Nhất là những người trực tiếp chứng kiến thi thể của bà lão không còn nguyên vẹn. Nhiều người cho rằng bà bị hiếp dâm, nhưng lẽ nào lại có kẻ bệnh hoạn đến mức xâm hại cụ bà 75 tuổi như vậy? Công an tỉnh Bạc Liêu sau khi xác định đây là vụ án giết người hiếp dâm và cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng, nên đã tiến hành lập ban chuyên án để truy tìm hung thủ, trả lại sự bình yên cho vùng quê. Theo những điều tra từ cơ quan công an, nạn nhân có tất cả 7 người con, nhưng tất cả đều có gia đình. Do hơi khó tính là chẳng chịu ở với ai nên các con cất cho bà một căn nhà. Hàng ngày bà hành nghề bán chuối chiên để kiếm sống. Dù vậy, cả chợ Phó Sinh và ấp Bình Hổ chẳng ai mâu thuẫn với bà và ngược lại bà cũng chẳng có mâu thuẫn với ai. Trước khi xảy ra sự việc mấy ngày, mấy đứa cháu của bà đi lao động về có cho bà một số tiền để tiêu vặt. Tuy nhiên, sau khi án mạng xảy ra, số tiền này đã biến mất. Nhận định kẻ thủ ác ra tay với nạn nhân nhằm mục đích cướp tài sản, lực lượng chức năng đã nhanh chóng khoanh vùng những đối tượng cộm cán trong diện nghi vấn ở khu vực lân cận để sàng lọc, tất cả được mời lên làm việc. Đặc biệt, thời điểm này, lực lượng quần chúng cũng đã cung cấp nhiều thông tin có giá trị, từ đây chân dung của kẻ thủ ác đã dần lộ diện. Theo đó, Nguyễn Giang Anh, 25 tuổi, người cùng xóm ở kế nhà bà cụ B, đã được đưa vào tầm ngắm. Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn, chỉ ít giờ sau khi xác định được nghi can, lực lượng chức năng đã tổ chức truy bắt Nguyễn Giang Anh khi đang lẩn trốn tại ấp Đập Đá, xã Vĩnh Phong, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang, cách hiện trường gần 50 km. Nguyễn Giang Anh đã bị bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, trước những chứng cứ lập luận không thể chối cãi của cơ quan công an, Nguyễn Giang Anh đã cúi đầu nhận tội. Hung thủ khai nhận sáng ngày 28 tháng 5, Giang Anh làm thuê từ Cà Mau về nhà nội của mình. Chiều hôm đó, từ nhà bà nội, đối tượng nhìn qua thấy bà Ba tắm xong không mặc áo. Quan sát thấy bà lận lưng quần một túi tiền lớn, nghĩ rằng bà Ba cất tiền ở đó nên hung thủ nảy sinh ý định trộm tiền. Tối cùng ngày, thanh niên này mua 10.000 đồng tiền rượu, rủ thêm 3 người bạn nhậu chơi. Đến khoảng 0 giờ ngày 29 tháng 5, khi tiệc nhậu tàn, bạn bè cũng về hết. Hơi men lúc này như tiếp thêm sức mạnh cho thủ phạm thực hiện hành vi phạm tội của mình. Thấy thời cơ thuận lợi, Giang Anh đã tìm cách phá cửa lẻn vào nhà bà Ba. Quan sát thấy bà lão ngủ không mặc áo, nên đối tượng này đã phát dao có sẵn tại nhà nạn nhân, cắt đứt dây mùng, ngồi đè lên nạn nhân, lấy dao cắt cổ. Khi nạn nhân bất động, Giang Anh đã lần tìm túi vải đựng tiền cất trong quần của nạn nhân. Đã hoàn thành được mục đích ban đầu là cướp tiền, nhưng thanh niên này vẫn chưa buông tha. Thoáng thấy nạn nhân nằm bất động, Giang Anh đã nảy sinh ý đồ đen tối, giở trò đồi bại với thi thể nạn nhân. Cả xóm thương cảm cho bà cụ hiền lành tốt bụng lại gặp phải cảnh đau đớn như thế. Nạn nhân và chồng đã ly thân với nhau hàng chục năm nay. Bà Ba có đến 7 người con, nhưng do hoàn cảnh gia đình nghèo nên sau khi ở chung với cụ một thời gian thì các con cháu của cụ đều phải đi xa làm ăn để mưu sinh. Mỗi tháng, những người con này lại thay phiên nhau gửi tiền về cho mẹ ăn dưỡng tuổi già. Dù vậy, bà lão vẫn chịu khó làm lụng để kiếm thêm thu nhập. Ngày nào mạnh khỏe,
bà tự làm thêm khoai chiên, chuối chiên, bưng đi bán xung quanh trong xóm để kiếm lời. Hay tin mẹ mình qua đời tức tưởi, các con cháu của cụ quay về chịu tang mà không nói được lời nào vì quá đau thương. Ông Phan Văn Điện, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Phú Tây cho biết, cụ ba thuộc dạng hộ nghèo, sống một mình nhưng chưa bao giờ làm phiền ai. Người nào cũng thương tính tình hiền hòa của cụ. Công an tỉnh Bạc Liêu đã hoàn tất các thủ tục chuyển Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bạc Liêu đề nghị khởi tố bị can đối với Nguyễn Giang Anh về hành vi cướp của giết người hiếp dâm. Tối ngày 29 tháng 5, Giang Anh còn quẩn quanh khu vực xã Vĩnh Phú Tây cho đến sáng. Thấy người dân xôn xao chạy đến nhà bà cụ ba, lúc này Giang Anh mới biết bà ba đã chết nên đón xe ôm đi đến huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang, cách hiện trường gần 50 km để tìm đường trốn thoát. Khi tra tay vào còng chiều ngày 30 tháng 1, chính Giang Anh cũng không thể ngờ được BC45 lại truy tìm mình nhanh đến như vậy. Tại cơ quan điều tra, Giang Anh khai nhận mọi hành vi vi phạm của mình, đồng thời mong các chú công an đừng làm khó dễ bà nội của mình. Theo cơ quan điều tra công an tỉnh Bạc Liêu, Nguyễn Giang Anh là đối tượng chưa có tiền án tiền sự gì, nhưng sống trong gia đình thiếu sự chăm sóc của cha mẹ. Lúc nhỏ, cha mẹ của Giang Anh sớm ly dị nhau, mẹ lập gia đình khác và bỏ đi khỏi địa phương từ rất lâu. Chỉ còn có đứa con trai này và người cha ở chung với ông bà nội. Dù chịu cảnh gà trống nuôi con, nhưng người cha này lại không hề để ý, quan tâm đến con cái. Ông thường xuyên bê tha rượu chè. Gia đình nghèo, từ nhỏ đã bị ngọng, nên Giang Anh không học hành đàng hoàng, sống bằng nghề làm thuê tại địa phương. Cuộc sống của thanh niên này dài đây mai đó, ai kêu gì làm nấy. Gần đây, Giang Anh bỏ đi lao động tại thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương. Trước Tết Nguyên Đán có về quê thăm bà nội, rồi xuống Cà Mau giữ vuông tôm thuê, mỗi tháng 1,2 triệu đồng. Trong buổi nhậu trước khi gây án, Giang Anh nói với các bạn của mình sẽ ở lại địa phương tìm việc làm, không đi làm thuê nữa. Có lẽ, niềm an ủi duy nhất đối với Giang Anh chính là người bà nội đã không bỏ rơi hắn, bao bọc hắn cho đến khi trưởng thành. Nên khi gây ra tội ác tày trời, hắn vẫn muốn có chút tình thương còn lại cho người đã nuôi dưỡng mình trưởng thành. Biến thái thông thường được sử dụng để mô tả các hành vi vì tình dục mang tính chất lệch lạc, bất thường, trái với thuần phong mỹ tục hoặc là hành vi để lại những ám ảnh. Đây cũng là danh từ chung mà nhiều người dành cho những kẻ có hành vi tình dục lệch lạc, quấy rối tình dục nơi công cộng. Với những đối tượng trên, có kẻ chỉ nảy sinh ý định hiếp dâm sau khi đã giết người vì các mục đích trả thù, cướp của. Nếu gọi họ là biến thái tình dục, có lẽ không chính xác lắm. Nếu những kẻ này có sở thích là làm tình với người chết và chúng luôn nung nấu ý định này, giết người vì sở thích này thì mới gọi là biến thái tình dục. Ở Việt Nam, những trường hợp như thế này còn hiếm hoặc chưa bị báo chí phanh phui ra. Nhưng ở các nước phương Tây thì không thiếu những trường hợp như vậy. Có kẻ chuyên đào mộ những cô gái, phụ nữ để hiếp dâm tử thi. Cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của khán giả. Đừng quên like, share, subscribe và click vào những tin tức mới nhất đến từ BNews các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.